Cuối năm là thời điểm kinh doanh quan trọng, chính vì vậy các doanh nghiệp cũng đang tập trung mọi nguồn lực để khai thác triệt để cơ hội bán hàng. Lĩnh vực phát hành sách và kinh doanh văn phòng phẩm cũng không ngoại lệ. Bằng việc kích cầu tiêu dùng, cải thiện trải nghiệm mua sắm đến khách hàng, lĩnh vực này cũng đang dần bứt phá trong khoảng thời gian cuối năm. Vừa qua, công ty cổ phần phát hành sách Fahasa đã triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng nhà sách Fahasa Phú Lâm, tăng diện tích kinh doanh từ 500m² lên 1.200m². Nhà sách được đầu tư hoàn toàn mới từ thiết kế, hoàn thiện các hạng mục xây dựng, quầy kệ, trang thiết bị, hàng hóa. Người tiêu dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin rõ ràng về giá bán, tác giả, nguồn gốc xuất xứ của sách thông qua app định vị hàng hóa tại quầy tra cứu thông tin, cũng như định vị vị trí của sách theo khu vực và có mã số từng kệ hàng hoặc in bản đồ hướng dẫn đi tới vị trí trưng bày hàng hóa. Việc đưa vào sử dụng nhà sách thông minh vào thời điểm này là một giải pháp hết sức hiệu quả nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Fahasa đã đưa ra hai công nghệ, một công nghệ là quầy tra cứu và một cái thứ hai là quầy tự thanh toán, giúp cho khách hàng có thể tự mình mua sắm và tự mình có thể tìm kiếm sản phẩm cũng như tự thanh toán và đi về. Ngoài ra thì Fahasa xây dựng rất là nhiều những cái khu vực trải nghiệm, những cái bàn đọc sách cũng như là những khu vui chơi cho trẻ em để mình giúp cho khách hàng có thể thoải mái hơn khi mà đến với nhà sách của Fahasa. Hiện nay nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, thậm chí là cho đóng cửa một phần nhà xưởng do đơn hàng bị sụt giảm mạnh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nhiều doanh nghiệp vẫn khẳng định được tiềm năng kinh tế của mình bằng cách mở rộng thị trường. Điển hình như tập đoàn Thiên Long vừa khánh thành nhà máy mới B2 tại Long Thành với diện tích sử dụng gần 10.000m², tổng đầu tư 230 tỷ đồng. Đồng thời cho ra mắt hàng loạt sản phẩm bút máy phân khúc cao cấp để phục vụ người tiêu dùng. Chúng tôi nghĩ rằng trong những cái khó khăn thì nó xuất hiện rất nhiều cơ hội. Và cơ hội mà nếu mà mình không đầu tư, mình không mạnh dạn, mình không quyết liệt thì rõ ràng rằng khi mà cái nền kinh tế nó có thay đổi và cái nhu cầu người tiêu dùng nó có thì chúng ta không có đáp ứng kịp. Và cái nhà máy của Thiên Long Long Thành ra đời thực sự nó cũng là một trong những cái chiến lược nó đã được hoạch định trước, làm sao tạo được giá trị dịch vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Song song việc đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa điểm cố định, các đơn vị còn tập trung mạnh vào việc bán hàng thông qua kênh thương mại điện tử để người tiêu dùng ở các khu vực không có cửa hàng trực tiếp vẫn có thể mua sắm dễ dàng. Có thể thấy, lĩnh vực phát hành sách, văn phòng phẩm trong năm qua có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu. Một phần đây là sản phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức cũng như giải trí cho người tiêu dùng. Một phần phụ thuộc vào năng lực quản trị, phát triển kinh doanh.